Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình là phân tích game PvP Sinh Thái đây. Các bạn hãy giúp mình sớm đạt được 80 đăng ký sẽ có liên tải PvP Sinh Thái China 2.7.8 mới nhất. Thì ở cái phiên bản này á, tất cả các bạn đều hack sẵn nha. Và Mac Liver dùng xăng. Nhưng hôm nay mình sẽ chơi cho một cái bản cực kỳ khó luôn. Đó, chỉ có 8 bạn chơi thôi nhưng rất khó. Mình sẽ đi ngày 5 luôn coi nó khó cỡ nào nhé. Bản này tuy là vậy đó, nhưng bản này rất khó, bản Trung Quốc rất là khó luôn. Đó. Mắc liver đã, bây giờ còn có liver một à. Đúng là kinh khủng. Cũng mạnh chứ. Cái con này tôi còn mà mạnh phết. Zombie chầu quá. Thôi đi ai khác vậy. Mình sẽ đi ai cuối luôn. Thank you.
zombie châu Thái. Ừ, nó bị che mái nhà rồi, hàng chi giết không chết. Thua rồi. Thôi, các bạn hãy giúp mình sớm đạt được 80 đăng ký. Các bạn sẽ có link tải BV Set 2 China 218 mới nhất. Bản này là cực khó luôn. Hack cỡ nào hack vẫn khó. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.